lại thu hoạch bầu. Mới cắt luôn. Còn nữa hả ba? Nhiều không? Bây giờ nó bự rồi hả các? Để dưỡng nó đi, cắt sớm quá. Cái kia phân nửa cái này. Vậy hả? Nó cầm lên nhìn con. Có cái trái dài nước ngon quá, nhìn nó đẹp quá. Bầu non tế mà vừa thư giãn, mùa đông á, ngủ đông rồi. Ở nhà ngủ rồi. Đông đâu có đang này. Ông ngoại. Ông ngoại trồng bầu. Thư giãn của ngoại. Không có phân nữa. À, ngon quá ba. Thấy ông ngoại giỏi không? Giỏi, ông ngoại giỏi quá. Nhưng mà ba hái mấy trái đậu bắp nữa đó phải không? Hay là đậu đũa trong đó. Đậu bắp nhiều lắm. Lấy đậu bắp có hoài. Đậu bắp nhiều lắm. Đậu bắp nhiều lắm. Tối hoài. Đậu bắp, đậu que gì đủ hết trơn. Cái đó đậu đũa hả? Ủa cà kìa hôm qua hái mà chưa có để trong lạnh. Chưa, chưa. Như cái cà ngon. Đậu bắp. Nó mới nó còn dai. Đậu bắp có tới rồi. Có hai gốc hủ hoa. Hai gốc hủ hoa hả ba? Trái thôi quá xa. Ba mới thu hoạch hủ hoa ở ngoài vườn vô. Đậu đũa trắng nè, ngon lắm. Cái này là đậu đũa trắng phải không ba? Ngon lắm. Với đậu que, đậu đũa, đậu bắp. Sáng gì ra hái mớ, mỗi ngày ra hái ít ít vô không thôi nó bị già. Này là hủ hoa trắng hả ba? Còn 5 này trái có bầu bự nha. 5 trái bầu bự hả ba? Này 5 trái bầu bự lắm rồi. Ừ, ngon quá. Không có sâu, không có thuốc gì hết. Mới hái luôn. Mỗi ngày phải hái để nó bị già, đậu già. Mấy trái hủ hoa thì sẽ bị chín. Ngon quá. Hái để nó chín là sao? Dạ yeah. Có dưa gan chưa ba? Có. Còn mấy trái hả? Còn 4 trái. 4 trái. Đậu bắp này dài quá ha. Bò non luôn. Đậu bắp dữ lắm nè. Dạ. Không hết. Vậy hả? Mấy cây. Nó là tốt lắm. Tốt. Để cái này luộc lên ăn với tương được á. Trời ơi luộc. Dạ. Ăn coi. Đậu đũa. Đậu đũa trắng nó mập quá, hình như là đậu đũa trắng nó mập hơn đậu đũa xanh. Đậu đũa xanh nó ốm. Này đậu đũa xanh nó ốm. Còn này thì đậu đũa trắng nó mập nè. Non vậy đó. Non đó ba. Dạ. 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 Mời ba hái nữa. Nãy con có hái vô hai trái cà. Ớt chín quá chừng luôn ba mà chưa hái. Cái chiều chiều hái.